Nhất như vậy để chi? Để cho mình cũng biết rằng mình cũng tương lai cũng tới đó, mà người chết cũng biết rằng bây giờ nó cũng là như vậy thôi. Còn người sinh tiền còn lại biết trước sau cũng tới đó. Cho nên thân tứ đại như phù vân tụ tản. Thân tứ đại này nó như mây khi tan khi hợp, mà hợp rồi chi? Hợp rồi tan à, rồi tan rồi, rồi hợp, hợp tan, tan hợp trong cái vũ trụ bao la chứ không phải mất đi đâu. Nếu mình hiểu cái chân như Phật tánh, cái lý pháp giới rồi thì tôi hỏi gì chết mất đi đâu, làm sao thoát khỏi cái bầu thái hư này được. Như vậy là kiếp chết đâu phải là kiếp mất, mà hỏi còn là còn ở đâu? Thật sự nó cũng không có cái chỗ nào để gọi là còn, mà cũng chẳng có cái gì gọi là mất. Bởi vì cái gì nó hình thành từ cái nhân duyên nó tụ thì gọi là sanh, gọi là có. Và bây giờ nó rã, nó chia ly thì nó trả về cho cái của nó. Nhưng mà khi nó hòa tan trở lại đó thì đòi hỏi con người chúng ta gây cái duyên lành, cái phước báo, cái chủng tử, cái thiện căn, thì khi nó hiện trở lại nó tốt đẹp. Vì vậy mà quý vị khỏi có cầu gì hết trơn á, quý vị cứ ráng làm lành, đánh giữ làm cho tốt đi. Rồi mơ mất nó lại, nó có chết rồi thì nó hiệp lại sinh gia đình giàu có đạo đức thôi. Còn bây giờ mà súng nhau mà làm ác, mà cắt cổ, mà nhổ lông, mà hà hiếp người ta, mà đố kỵ, mà ghét ghen á, thì giàu có cầu nữa cũng ông nào mà dám cho mình được đâu. Phật Bồ Tát là không ăn hối lộ rồi, còn ma quỷ hay là thần thánh, thằng nào hối lộ ngon ăn đi. Cho nên không bao giờ có ông nào, thằng nào, đấng nào, đức nào mà dám mà có cái quyền năng mà cho mình được hết á. Vì vậy mà ngay đạo Phật dạy thêm cái chỗ là ngay chính mình hiện tại đây là đời sống mình đang hiểu đạo Phật, đang tin đạo Phật, đang theo đạo Phật tu hành, thì bây giờ quý vị ráng làm sao mà cứ diệt mình khi mình lỡ làm ác rồi, vô minh bất giác mình tạo ra cái nghiệp bất thiện rồi, thì bây giờ mình ráng mà ăn năn hối cải, mình làm lành đánh giữ trở lại, rồi cứ như vậy mà mình làm tới, mình đi tới được cuộc đời mình như vậy thì coi như tới cái ngày nào đó nhắm mắt tắt hơi, chứ có ai mà sống dài ngàn năm trên đời. Nhắm mắt tắt hơi rồi thì sao, hội đủ yên lành phước báo trở lại cảnh an vui tốt đẹp vậy thôi. Tôi nói vậy quý vị có quan hệ không? Đó là chân lý, đó là nhân quả, thù thắng không có ông nào mà dám mà mãn hối lộ mà cho mình đầu thai cảnh nào hết á. Cho nên cái chuyện mà xuất âm ti mà ăn cháo lú rồi là qua mười cửa ngục rồi, cái đó là bài đặt. Mấy cái ông ăn không rồi rồi nó bịa ra, rồi cái mấy ông thầy mình không có chuyện làm rồi phải đặt cúng rồi vọng tích trưởng rồi cầu nại hà rồi giấc dông rồi hù hô đồ trời, cái đó là biết thiên hạ, là lừa đảo thiên hạ. Mà nói vậy là chúng không chịu. Bây giờ họ tin chỗ đó là tin ông bà cha mẹ họ chết rồi, nhờ mấy thầy tới đó giọng địa ngục. Trời Phật ơi, người ta ngoài đời người ta hát nam hát khách, người ta có tập có luyện đàng hoàng, người ta hát mới hay. Còn thầy chùa mình cứ bà bưng cái ly lên rồi cầm cái bông rồi cứ rung vũ vũ giống như là mắt thùng bố vậy đó. Nói vậy là không chịu, nhưng mà phải nói thôi. Cho nên tôi nói gì, cứ việc tu hành đi, cứ việc làm lành lánh giữ, đừng có mưu hại ai, đừng có đố kỵ ghét ghen, đừng có quán thù, đừng có mà tranh giành cướp giật qua hết trơn, thì đời sống cái gì an lành tự tại, thì đời sau cái gì tự tại, sanh ra gia đình quyền quý thôi. Phật và chúng sanh chỉ cách nhau một bên là tham đắm, một bên là xa lìa hợp thể ngũ uẩn. Trời con nè, Phật và chúng sanh cách nhau chỉ có hai việc đó thôi. Một bên là gì? Một bên là tham đắm và một bên là xa lìa. Người chưa tạo thiện nghiệp thường sợ chết một cách hãi hùng. Những người làm các phước lành tạo thiện nghiệp thì không sợ cái chết, cho nên họ rất an nhiên. Những người không tạo phước lành rất sợ chết vì họ không biết khi chết họ đi về đâu. Trong tâm hãi hùng vì tạo bao nhiêu ác nghiệp sát sanh thanh dục nói hung ác vân vân, phiền não vô lượng làm bao chướng ngại.
Cho nên cái câu mà tổ nói hay mà thấm thía, nhất triêu quả tật tại sàng, chúng khổ quanh truyền bức bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi vàng, tiền lộ mang mang dị tri hà giảng, tùng tư thối nhi khác quá mà lâm khắc, quật tỉnh hề chi tự hận tạo bất dự tu. Mình làm sao cho cuộc đời mình đừng có chờ tới già rồi mình nằm một chỗ gọi là nhất triêu quả tật tại sàng. Nhất triêu là một cái buổi sáng nào mà lỡ mình bị tai biến, mình bị già nua lụng cụng, coi như cái nghiệp nó tới rồi mình nằm liệt một chỗ đó, rồi nhất triêu quả tật tại sàn mà mình nằm tại cái giường, thì chúng khổ quanh truyền bức bách, các chúng là nhiều, là các cái khổ đó nó qua bao dây mình, quanh truyền là nó bao dây, nó trói mình, làm cho con người mình bức bách. Hiểu là tư thốn tâm lý hồi hoàng, lúc bây giờ coi như là làm cho con người bàng hoàng, đường trước thì không bước không được, thật sự bước gì được nữa, mà đường sau thì thối không xong. Cho nên gọi là tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng, tùng tư thối như thác quá. Lúc bây giờ thì như vậy đó, bắt đầu mình mới lo mình ăn năn hối hận thì nó muộn rồi. Giống như là lâm khắc hoặc tỉnh hề chi, giống như mình bây giờ mình khát nước rồi mà đi đào giếng thì hết kịp. Vì vậy mà mình phải tranh thủ dành cái thời giờ khi mình còn mạnh khỏe. Cho nên tôi nói thiệt cái đại chúng á, lúc đầu tôi giảng với các vị tôi cũng nói là bây giờ tuổi tôi hết học nổi, nhưng mà bây giờ tôi phải học. Tự động bây giờ tôi suy nghĩ, tôi nói thưa thượng tọa chủ, sáng hai thầy trò đi chợ đi, bây giờ phải học. Học cái gì? Bây giờ mình không học cái thế gian nhiều thì mình học cái đạo mình. Mà muốn học đạo được, không có cách nào, cái đó là học không nổi nữa. Cho nên lúc đầu thì tôi nói là tôi học không nổi, thì ra mấy thầy trẻ cũng nói học không nổi, tôi cũng quan hệ. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi, tại vì mình bận biểu quá nhiều cái cuộc sống, mình lo toan, mình suy nghĩ, mình vọng tưởng, mình tham cầu cái gì đó, mình tồn tơ hối quá, chuyện gì đó mà không nổi thôi. Chứ còn kinh Phật không có gì học không nổi đó. Tại kinh Phật nó nằm sẵn ở trong tâm, ngữ nghĩa nó chỉ bên ngoài, để nó tôi luyện nó dẫn vào trong tâm của mình để mình sáng ra thôi, chứ có gì học không nổi. Cho nên đó là gì? Người sống không lý tưởng buông tha, không cương như thuyền không lái, như ngựa không cương, như khách lữ hành trước ngã rẽ của lòng đời. Một con người tu hành mà không đặt ra lý tưởng, cứ ngồi đó chờ thời, ngồi đó mà coi như là chấp nhận cuộc đời mình như vậy, mình không có cầu tiến á, thì giống như là người không có lý tưởng, thì giống như con thuyền, chiếc thuyền mà không có bánh lái, nó muốn đi đâu nó đi, như con ngựa không có dây cương thì nó muốn chạy chỗ nào nó chạy. Đó là lý tưởng. Vì vậy tha không tu, tôi nghĩ vậy đó, mà ai quan hệ được thì quan hệ, tha không tu, trở về thế tục với vợ có con chơi, lo chuyện cuộc sống chơi, trâu lăn trong vòng sanh tử, tham dục thực dục, dâm dục chơi. Còn ở trong đạo là phải có lý tưởng, còn không khéo là vậy đó. Không có lý tưởng thì coi như suốt cuộc đời này là đàn việc sở tu, khước dụng thường trụ, bất giải phỏng tương lai xứ, nhị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, khuyết liễu tụ đầu nguyên quyên, đảm thiết nhân gian bạc thoại. Cứ ngồi đó là chờ mong đàn việc nó cung phụng, nó cung kính, nó cúng dường. Cứ mình nghĩ tụng dâm ba câu kinh du dương, lại ba ba bốn chục, lại ba bốn trăm lại là đủ không phải? Đạo Phật không có cần cái thứ đó. Vậy mà bây giờ tôi muốn giảng những bài giảng, tôi đánh mạnh cái tiếng sét long trời, nhắc lại những lời của tổ của Phật là vậy đó, chứ còn phải của tôi nghe. Lời này thật sự của tổ của Phật dịch giải ra rồi. Cho nên đừng có chờ tới khác mới đi đào giếng thì không thể kịp. Mà bây giờ ngay từ phút này mình còn sức khỏe, mình còn đi lại được, mình còn nói năng cửa động được, không có ngọng liệu, không có đớ lưỡi, không có tay chân, không có rủ rượi, thì giờ phút này cứ việc đọc học
nó không thể nào nó không học, không đọc nổi hết trơn. Đọc học rồi nó đưa vào cái não bộ mình, lúc nào mình không hay. Còn mình cứ mình mặc cảm tự ti là bây giờ lớn là không nổi, cho nên tôi mới ra là tôi ngồi trên máy tôi học. Mà cái học của tôi nó khác, tôi học tôi coi tất cả những cái gì của cuộc sống, rồi xong rồi tôi mới so lại những cái lời của Phật, của Tổ, cái rồi tôi nhẹ ra, tôi thấy cuộc đời này tôi cười chơi vậy, nó đâu có gì đâu khổ nổi. Chẳng qua mình làm biến, mình đổ thừa số phận, mấy cái ngu giả, mang hồ bất tri, cuồng giả, hốc nhi, bất học, tiện nghi, lập đẳng, vọng ý, cao viễn. Cái người ngu thì hồ đồ, mang cái kiếp sống hồ đồ, chẳng biết cái gì hết trơn trọi, mà cứ nghĩ rằng mình biết, cuồng giả, hốc nhi, bất học. Cái người cuồng nó quảng hốt, mình thấy mình là kém cỏi, mình thấy mình là non nớt, rồi mình coi như mình tự ti, mặc cảm cái thân phận của mình vậy. Nên Tổ dạy rõ ràng vậy. Nên Phật tử cũng vậy đó. Nếu mà chấp nhận á, từ đây về sau nhớ tôi nhắc một câu lại là lần đầu. Tôi mong cái nơi chùa Quyền Giác này là cái lò luyện thép. Mà nếu các vị nào mà chấp nhận mà chịu luyện thép được á, thì coi như là quý vị tự sáng ra lúc nào không hay không biết. Còn mà quý vị mà mong về đây cái chùa Quyền Giác này là cái nơi mà để cho ngon ngọt, là ngọt ngào, để yêu thương, để dụ dẫn, để này kia nọ, là quý vị không có tiến được. Cho nên tôi nguyện là tôi là cái làm cho các vị cái lò luyện thép. Luyện làm sao mà cho cái vị cuối cùng nó phải sử dụng được cái đạo, và cuộc sống của vị nó có an lành. Chứ còn mà về đây mà để nghe chúc tụng, mà để ca ngợi, để ngâm thơ dựng cảnh là chùa Quyền Giác thì không có. Vì cái chùa Quyền Giác này là mang tên một vị tổ sư, mà tổ sư Quyền Giác là một người như tôi đã nói đó, vừa vô là tổ đánh cái bài đầu tiên là long trời lở đất rồi đó. Phật tánh vô minh tức Phật tánh, các vị thấy ghê không? Hảo quá không thanh tức Pháp thanh, Pháp thanh giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù dẫn không khứa lai tam độc thủy bào hư sức một. Vô là tổ đánh một tiếng sống lâm trời như vậy mà mình mang tên học trò đệ tử của một cái ngôi chùa mà vô đây mà không luyện thép là không được. Cho nên tôi nói thiệt quý vị là quý vị nào thế là theo lẽ tôi không nói đó, mà cũng còn cái yếu mềm, cho nên tôi nói là cái nơi đây là cái lò luyện thép. Luyện làm sao cho quý vị sử dụng được. Mà thép thì quý vị đã biết rồi, nó mềm, nó dẻo, nhưng mà nó có độ bền bỉ của nó. Chứ không thép nó không có cứng như sắt. Sắt bẻ cái gãy à. Còn thép mà nó chịu đựng được cái lửa rồi thì cái thép này nó bền bỉ, nó dẻo cho. Cho nên trên đường tu phải phá ma quân, người không tu tạo phước lành khi chết thì gọi là tử ma. Cái người mà không tạo phước lành chết gọi là ma chết đó. Ai biết sống tốt đẹp trên nhân loại khi chết sẽ an lành nơi cao rộng thảnh thơi. Cho nên vậy trên tinh thần đại thừa là phải sống vì mọi người. Phiền não ma là những thứ làm chướng ngại cho sự tu hành, ngăn trở thánh đạo giác ngộ giải thoát. Ma trong tâm ta bắt chúng ta tạo mọi cảnh khổ hay vui. Những người tu hành chân chánh thì có chỗ đi về là Như Lai tạng tánh, là duyên giác diệu tâm, là chân tâm thường trú. Khi tư duy phẩm hóa thành vụ này, chúng ta cần hiểu rõ là Phật mở cửa cho ra cho những tâm tư còn thấp kém trên đường về bảo sở, dừng chân cho an vui thanh tịnh, tự tu cho bản thân an vui giải thoát, tự bản thân mình là hóa thành vụ. Bảo sở là người chẳng những tu hành giải thoát cho bản thân và đem chủng tử thánh thiện hóa độ cho chúng sanh, tự lực tu cho bản thân có an lạc cho mình, cho chính mình thì là ích kỷ. Vì vậy tu hành thành Phật là phải tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thôi tối này tới đây thôi. Tu hành là phải tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thì chủ nhật thứ sáu chúng ta học tiếp. Chủ nhật thì
phụ nhiệm chủ giảng cái tự giác giác tha giác hạnh viên mãn cho đại chúng nghe. Và thứ sáu thì chúng ta học tiếp cái đoạn cuối còn lại và chúng ta hồi hướng công đức. Chúng sanh vô biên thể